tên là Thị Tý, tôi là người dân tộc Sa Tiên, quê ở Bình Phước và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu mình lên thành phố Hồ Chí Minh là năm lớp 8. Lên đây là để làm một công việc mà chơi thể thao để kiếm tiền. Thì mãi đến sau này khi mà không còn chơi thể thao nữa thì mới bén duyên qua cái công việc là chụp ảnh. Con đường của mình nó chỉ vỏn vẹn là tìm thấy chính mình và nhìn thấy được những điều mà mình thật sự yêu quý. Hơn hết là mình giữ lại được cái giá trị về văn hóa của người tiên của mình. Cái vấn đề khốc liệt nhất là con người, những câu hỏi là ơ, là dân tộc tiên hả? Và kiểu như là sẽ không có tiếp xúc với mình nhiều khi mà biết mình là cái người thiểu số. Lúc mà mình nghe được những lời đó thật sự rất là buồn. Thường thì bố mẹ ở quê thì sẽ bảo là con gái nên lấy chồng, còn con trai thì nên lấy vợ. Đặc biệt là bố mẹ em là người thiểu số thì cái định kiến sẽ càng nhiều hơn. Nên là đôi khi mình không thể nào mà mình tâm sự hết với bố mẹ được. Em cũng chỉ mong là bố mẹ em chấp nhận được con người em, tại vì dù như thế nào đi nữa đó cũng là hạnh phúc của em thôi. Mình sẽ cố gắng để cho mọi người thấy là mình làm được. Dân tộc tiên thì nó chỉ nằm ở vỏn vẹn, ví dụ những cái tỉnh thành như là Bình Phước nè, Tây Ninh nè, nó rất là ít. Tổng cộng thì chắc là tầm gần khoảng 100.000 người thôi. Có thể là chưa tới nữa, thì cái dân tộc đó, cái văn hóa đó thì mình cảm giác là cần được bảo tồn và duy trì. Tại vì mình là một trong những người con của dân tộc tiên và mình cảm thấy là cái văn hóa nó chưa được mạnh, nó chưa được phát triển và nó chưa mang đến một cái điều gì đó để mọi người biết nhiều hơn. Thì mình rất là muốn cái khả năng của mình nó sẽ đóng góp một phần vào cái việc là mình sẽ tìm về văn hóa và mình sẽ phát triển nó theo cái hướng gọi là truyền thống nhất có thể. Chụp những bộ ảnh mà có thể mang đến cho những bạn bè mình biết à, đây là dân tộc của mình và đây là cái văn hóa mà mình đã được sinh sống và mình đã được tìm hiểu từ ngày còn bé. Thách thức và áp lực luôn bủa vây những người trẻ ở vùng đất mới, thậm chí nó có thể khiến những người như Tý thoái lui hoặc từ bỏ. Nhưng việc biến những bất lợi hay sự khác biệt trở thành động lực cũng như giữ vững tinh thần, cá tính của bản sắc dân tộc đã giúp Tý trụ vững và có thể đi tiếp con đường đã chọn. Người Sa-tiên nói riêng và đồng bào các dân tộc ở Việt Nam nói chung, dù đi đâu, khi giữ trọn vẹn bản sắc dân tộc mình sẽ luôn có cách đóng góp cho cộng đồng.